hôm nay chúng ta cùng vào bếp là xem hôm nay có món gì đây. Đây là món sườn xào chua ngọt. Linh cho gừng vào rồi à? Đây là nước sốt của sườn. Đây là mực. Đây là món nem. Món nem rất là ngon. Món mực xào này. Hôm nay nhà mình cúng rằm nên là có rất là nhiều món. Đây, có một cô nội trợ rất là xinh đẹp. Chảo này làm gì đây Linh? Chảo này chuyển sang. Chuyển sang chảo này là chảo chảo gà. Chắc được rồi chứ. Sợ là để lâu nó khô quá. Nhiều mỡ thì... mày gà cho một ít mỡ sang đấy để ấy. Chúng ta cùng xem bạn Linh trổ tài món sườn xào chua ngọt. Cho tỏi với nhá. Cho tỏi phi trước mẹ. Cho tỏi vào đảo đây. Ở quê Vũ Thư mình toàn thắp hương cho tỏi nhá. Mày gà tất vào đây để lại mũi cấn. Sao nhiều mỡ quá. Mùi thơm lức mũi. Đấy, bây giờ bạn ấy đang đi bổ cà chua để cho vào món sườn xào chua ngọt để cho món sườn nó thêm có màu, thêm màu sắc. Có vẻ như rất chuyên nghiệp. Quả thực là một bà nội trợ chuẩn. Được rồi, tỏi vàng rồi. Mềm.
chắc bê cái này dần lên đầu ấy chứ. Gọi Thuấn ở bên ngoài nó bê. Đây món sườn chua ngọt rất là hấp dẫn. Đây bây giờ chúng ta sẽ cho nhỏ lửa đi một chút để cho món sườn nó được mềm. Hôm nay ngày rằm nên là làm rất là nhiều món ăn nên là nhìn bếp nó hơi bừa bộn một chút. Đấy, mời mọi người cùng khám phá căn bếp nhà Linh nha. Đây, ông chủ rất là vất vả suốt từ chiều đến giờ. Chờ một tẹo nữa, một phút nữa lại ra để xếp trò. Đây là khung cảnh tầng 1 nhà Linh này. Rất là đẹp, sang chảnh. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại cái món sườn là xem thế nào rồi. Wow! Rất là hấp dẫn nha. Ừ. Thôi cho nhỏ lửa để cho nó mềm. Mềm sườn. Đấy, chờ món sườn này nó lâu quá thế nên là Lệ xin được tắt cái video này ở đây nha. Chào các bạn.